đỉnh của chóp. Hội sinh viên ký túc xá rảnh rỗi nên làm nhẹ cái show thời trang, ai ngờ cho ra toàn cực phẩm. Ai bảo cuộc sống sinh viên ký túc xá là chật trội, bon chen nào. Ở cùng với mấy đứa cùng tần số với bạn thì đảm bảo đời sinh viên cứ gọi là quậy hết nấc. Điển hình như mấy cô sinh viên đây, cùng có đam mê mãnh liệt với thời trang nên hội chị em đã rủ nhau tạo nên một show diễn ngay tại chính căn phòng quen thuộc, khiến dân tình trầm trồ hết nấc. Show thời trang ký túc xá Student Fashion Show cũng không khác gì những sản diễn chuyên nghiệp. Không cần ánh đèn sân khấu lung linh huyền ảo thì các chị đây vẫn tỏa sáng. Người mẫu ngồi nào cũng xinh, chân dài miên man cùng thần thái chuẩn miễn bàn. Chưa kể mà tự phối đồ của hội chị em cứ phải gọi là xuất sắc. Bộ nào bộ nấy đều tông xẻ tông như thế này, mãi đỉnh, mãi keo. Có hội bạn cùng phòng thế này thì chất lượng quá các chị em nhỉ. Mọi người thấy show diễn này như thế nào? Comment ngay cho TV Chan được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.